Có một vùng quê yên tĩnh, phong cảnh chủ phú gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi thơ. Và có một điều đặc biệt hơn, vùng quê hiền hòa ấy luôn vang ngân làn điệu dân ca vô cùng độc đáo mà ít nơi có được. Đó là ca trù. Ca trù nổi tiếng của Đông Lỗ đã có từ lâu đời và làm say đắm người nghe. Của những người yêu văn thơ, yêu âm nhạc, tình yêu ấy cứ chảy mãi với thời gian, từ năm này qua năm khác. Chính vì thế, ca trù của Đông Lỗ như một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong các ngày lễ hội của đình Đỗ Hạnh và trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Các bạn thân mến, có một người con gái như duyên nợ với làn điệu ca trù của quê hương. Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, giáo viên trường mầm non Đông Lỗ số 1, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, luôn nhớ như in lịch sử ngôi đình của quê hương mình. Theo một bức cốn có ghi lại tại đình Sùng Khang Bính Tý, Mạnh Xuân Tân Tạo, tức là đình được xây dựng vào mùa xuân năm 1576, cách đây gần 450 năm tuổi, niên hiệu sớm nhất vùng Kinh Bắc xưa, này là tỉnh Bắc Giang. Vì sao cô giáo Nguyễn Thị Oanh lại nhớ kỹ ngôi đình của quê hương mình như vậy? Các bạn thân mến, trong hệ thống nghệ thuật chạm khắc tinh xảo độc đáo của đình Lỗ Hạnh, một bức cốn của đình có chạm một cô gái có thân hình mảnh mai, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đầu vấn khăn buông với hai dải dài che kín hai tai, mặc váy dài tựa lưng vào con hươu đang gảy đàn đáy, loại đàn chỉ duy nhất dành cho nghệ thuật ca trù. Mặt khác, con hươu là một con vật gắn với các vị tiên. Vì thế có thể xem bức chạm này là một biểu hiện ca ngợi vẻ đẹp của âm nhạc ca trù. Với bức chạm khắc đặc sắc ấy, để khẳng định nghệ thuật ca trù đã có mặt ở vùng Kinh Bắc từ rất sớm, cũng như thể hiện sự yêu thích của người dân dành cho loại hình nghệ thuật âm nhạc dân gian này ở thế kỷ 16. Tư liệu vô giá này đã được lưu trong hồ sơ đệ trình UNESCO là một trong ba hình ảnh minh chứng cho sự ra đời và phát triển sớm của ca trù ở nước ta. Rõ ràng, tìm hiểu sâu giá trị những hiện vật có trong đình, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Oanh rất tự hào khi có nhiều ca nương kép đàn như bà Ngọ Thị Thanh, bà Nguyễn Thị Công và bà Đinh Thị Hệ, vân vân, là những người tiên phong gương mẫu vẫn miệt mài ngày đêm nối tiếp truyền thống văn hóa nghệ thuật của địa phương. Người dân Đông Lỗ nói riêng và Hiệp Hòa nói chung thật sự tự hào khi đang lưu truyền, gìn giữ một không gian nghệ thuật dân ca độc đáo với nhạc cụ và thể thơ riêng biệt, với nhiều thể thức hoặc giai điệu khác nhau. Mỗi loại này đều được gọi là thể cách. Kỹ thuật hát cũng rất là tinh tế, công phu của thể thơ đó cũng chứa đựng rất nhiều tâm trạng và biến thái tinh tế của tâm hồn Việt Nam. Mặc dù cách hát khó như vậy, nhưng qua nhiều thế kỷ, các giai điệu ấy đã được các nghệ nhân yêu thích loại nghệ thuật này đã truyền từ đời này qua đời khác. Các ca nương của các câu lạc bộ ca trù Đông Lỗ thật tự hào khi được gìn giữ, phát huy giá trị đặc sắc của môn âm nhạc cổ này, một di sản phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên, do thăng trầm trong lịch sử của dân tộc, sinh hoạt ca trù có sự trồi lên và sụt xuống khác nhau nhưng vẫn tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt. Để ca trù Đông Lỗ phát triển bền vững và mang đúng giá trị của nó trong đời sống tinh thần của nhân dân, ngành văn hóa thể thao du lịch Bắc Giang cũng như chính quyền huyện Hiệp Hòa đã thực hiện nhiều biện pháp và đã thành công, có hiệu quả trong việc khôi phục, bảo tồn di sản ca trù trên địa bàn xã Đông Lỗ, trên cơ sở những dấu tích của môn nghệ thuật này tại đình Lỗ Hạnh. Từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đã khơi gợi người yêu thích ca trù ngày càng nhiều hơn, kể cả già, trẻ, trai, gái ở vùng quê chốn thanh bình này. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, được sự đồng ý của đảng ủy
vào tháng 9 năm 2010, Ủy ban Nhân dân xã Đông Lỗ đã quyết định thành lập 3 câu lạc bộ ca trù ở 3 làng Khoát, Chúng và Hưng Đạo với gần 30 hội viên. Đến tháng 4 năm 2011, câu lạc bộ ca trù làng Chằm được thành lập với hơn 10 hội viên, đưa tổng số hội viên của các làng lên đến gần 50 người, trong đó 2/3 hội viên là các ca nương. Do đình Lỗ Hạnh hiện nay khá khang trang, rộng rãi sau nhiều lần trùng tu với giá trị rất là lớn và được nằm tại trung tâm của ba làng, làng Chúng, làng Khoát và làng Chằm, nên các câu lạc bộ ca trù của Đông Lỗ chọn đình Lỗ Hạnh là nơi hội tụ các ca nương luyện đàn, tập hát, trống trầu. Vào những ngày trong tuần, mọi người trong câu lạc bộ lại cùng nhau hát, chia sẻ những kinh nghiệm trong hát ca trù tại đình Lỗ Hạnh. Có một điều thực sự đáng trân trọng, hội viên của câu lạc bộ ca trù Đông Lỗ chủ yếu là những người nông dân quanh năm bận bịu với công việc đồng áng. Họ là những tay cày tay cấy chăm chỉ với ruộng đồng thực sự. Khi ca trù được quan tâm khôi phục, ngọn lửa tình yêu đối với loại hình âm nhạc cổ này lại được thắp lên. Họ thực sự hào hứng và có thêm niềm vui học tập, nghiên cứu và biểu diễn. Anh em làng trên xóm dưới sum vầy sau những vụ mùa vất vả để học hát, tập đánh trống, gõ phách. Những nét đẹp từ cuộc sống hàng ngày, từ trong lao động sản xuất, cứ thế thấm sâu vào từng câu hát, từng lời của làn điệu ca trù và trong tâm hồn của mỗi ca nương kép đàn, giúp cho ca trù cứ bay cao bay xa, làm say đắm lòng người. Là một ca nương chủ lực của câu lạc bộ ca trù đình Lỗ Hạnh, có chất giọng hát trong, thanh vang và biết cách ém hơi, nhả chữ tròn và rõ chữ, biết cách nảy hạt và đạt được nhiều thành tích trong các hội diễn. Khi chia sẻ với cô giáo Nguyễn Thị Oanh, ca nương Ngọ Thị Thanh 53 tuổi của câu lạc bộ làng Chằm đã tâm sự về lòng say mê môn nghệ thuật và sự trưởng thành của bản thân khi được kết duyên với loại hình âm nhạc này. Tôi được kết duyên với ca trù và có giọng hát như ngày hôm nay ấy, thì trước hết là phải yêu thích môn nghệ thuật đặc biệt này. Mặc dù lương bổng cũng không có gì, nhưng một khi đã ở trong câu lạc bộ thì trước hết tôi phải rèn luyện giọng hát của mình và rèn luyện vừa hát vừa gõ phách, và phải rèn luyện cho tiếng phách được chắc, giòn để ăn khớp với tiếng hát. Lúc đó tiếng hát ca trù sẽ có chất lượng cao và thu hút được nhiều người nghe. Đúng như ca nương Ngọ Thị Thanh tâm sự, có được kết quả như ngày hôm nay là cả một sự rèn luyện công phu vất vả của tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Cùng với sự yêu thích, câu lạc bộ ca trù của đình Lỗ Hạnh luôn đi sâu tìm hiểu trong các tài liệu, sách vở, băng đĩa để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Không những vậy, câu lạc bộ còn tìm thầy để học, mời thầy về chuyên dạy tại quê hương, rồi tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức để hiểu sâu về loại hình nghệ thuật này. Để phát huy cao loại hình nghệ thuật trong cộng đồng, câu lạc bộ ca trù Đông Lỗ đã được đầu tư thêm một số nhạc cụ, trang thiết bị chuyên dụng, đồng thời còn mời một số nghệ nhân ở các câu lạc bộ nổi tiếng trong nước về giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn tại đình Lỗ Hạnh để nâng cao chất lượng đàn, trống và hát. Điển hình như câu lạc bộ ca trù ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và một số câu lạc bộ ở Hà Nội, vân vân, đã về đình Lỗ Hạnh chia sẻ với các ca nương về giọng hát. Điều này đã tiếp thêm nghị lực, lòng say mê với môn nghệ thuật âm nhạc truyền thống của dân tộc ta đối với các ca nương của địa phương xã Đông Lỗ. Sau những năm tháng miệt mài rèn luyện chăm chỉ, cho đến nay, các câu lạc bộ ca trù tại đình Lỗ Hạnh, hầu hết các ca nương đều có chất giọng hay, cách lấy hơi nhả chữ, điều chỉnh âm lượng rất tốt. Không chỉ các ca nương mà cả các tay trống, tay đàn đã biết nhấn nhá, giọng ca nhuần nhuyễn, tiếng phách vang trong, tiếng đàn dịu dặt, tiếng trống gắt nhịp đuổi giọng dứt khoát đã giúp ca trù cứ ngân nga.
ca trầm bổng vang xa. Điển hình ở một số thể như Đào Hồng Đào Tuyết, Hát Du, Sẩm Huê Tình vân vân. Được nhiều ca nương thể hiện rất ngọt ngào, chuẩn xác và làm say đắm nhiều người nghe. Điều này càng khẳng định giá trị âm nhạc sâu sắc trong văn hóa dân tộc cũng như trong đời sống tinh thần của nhân dân, được khắc ghi bằng bức chạm vô cùng độc đáo trên cốn đỉnh Lỗ Hạnh, Cô Gái Gầy Đàn Đáy, được lưu truyền đến muôn đời sau. Từ những giá trị nghệ thuật ca trù hiện nay, không những người lớn mà trẻ em của quê hương Đông Lỗ cũng rất thích nghe và học hát ca trù. Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Oanh là một điển hình cho những người yêu say đắm như thế. Hôm nay về đình Lỗ Hạnh, được nghe, được học hát, được học gầy đàn, cô Anh cũng ước mơ sớm trở thành một ca nương hoặc ít nhất cũng là một tay đàn trong câu lạc bộ, để ca trù đình Lỗ Hạnh sẽ luôn tỏa sáng, để vùng quê Đông Lỗ sẽ luôn vang ngân khúc ca trù. Cô Anh cho biết, từ sự yêu thích và hiểu biết của cá nhân, cô sẽ đem tới hội thi giới thiệu du lịch huyện Hiệp Hòa năm 2023 bằng tài sản phi vật thể của xã Đông Lỗ. Đó là làn điệu ca trù để giới thiệu cho toàn thể công chúng được biết. Các bạn thân mến, với sự phát triển mạnh mẽ của ca trù và sự tâm huyết của môn nghệ thuật âm nhạc này của các nghệ nhân không chuyên tại đình Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ, ca trù Đông Lỗ đã tham dự nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ trong huyện Hiệp Hòa, hội diễn nghệ thuật của tỉnh Bắc Giang và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Điển hình như giải nhất liên hoan tiếng hát dân ca do Đài Truyền hình Bắc Giang tổ chức năm 2019. Những kết quả này là nguồn cổ vũ động viên cho các ca nương trong các câu lạc bộ ra sức học tập rèn luyện, để ca trù Đông Lỗ ngày càng vang xa hơn nữa. Chính vì thế, cô Anh thực sự tự hào về quê hương mình. Từ giá trị về lịch sử, giá trị văn hóa, nghệ thuật và những kết quả đạt được trong ngày hôm nay, hàng năm, đình Lỗ Hạnh đã được đón nhiều du khách khắp nơi tham quan, chiêm ngưỡng và thưởng thức làn điệu ca trù của địa phương. Và cô Anh cũng cho biết thêm, để giáo dục truyền thống địa phương và đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các trường học trong xã Đông Lỗ và các trường ở xã bạn trong huyện Hiệp Hòa đã tổ chức nhiều lần để học sinh được học tập, tham quan tại đình Lỗ Hạnh, như tìm hiểu thần tích và sự phát triển về ngôi đình, tổ chức kết nạp đoàn viên, đội viên, vệ sinh chăm sóc khu di tích vân vân. Đặc biệt còn được thưởng thức làn điệu ca trù và tập học hát gõ phách môn nghệ thuật âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Các bạn thân mến, ca trù hay còn được biết tới là hát cô đầu, hát nhà trò, được phát triển và thịnh hành từ thế kỷ 15 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của nước ta. Ca trù gắn liền với văn hóa nước nhà, quá trình phát triển xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, chúng mang tính dân tộc cao và thể hiện được bản sắc dân tộc. Với những giá trị đặc biệt ấy đã giúp cho môn nghệ thuật độc đáo này, ca trù Việt Nam trở thành di sản phi vật thể của nhân loại. Xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thật tự hào khi đã và đang lưu giữ di sản phi vật thể của nhân loại từ hơn 4 thế kỷ qua. Qua tìm hiểu hoạt động của các câu lạc bộ, các thành viên câu lạc bộ cho biết về những khó khăn nhất định như kinh phí hoạt động không có, trang phục đạo cụ phục vụ cho các hoạt động còn rất hạn chế. Mặt khác, do âm nhạc hiện đại phát triển mạnh mẽ trên các phương tiện, nên một số bạn trẻ có năng khiếu lại không thích loại hình này, nhất là các bạn nam. Trong khi đó, nghệ nhân ở các câu lạc bộ chủ yếu là những người lớn tuổi, nên đang thiếu những người kế tiếp để thực hiện các tay đàn, tay phách và tay trống. Các bạn thân mến, dẫu còn bộn bề những lo toan trong cuộc sống, nhưng có thể nói, điều đáng mừng là ngày càng có nhiều người yêu thích ca trù. Đây thực sự là nét đẹp văn hóa ở vùng đất cổ,
xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn góp phần gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nói về đình Lỗ Hạnh, người dân Đông Lỗ luôn tự hào về giá trị văn hóa, lịch sử của ngôi đình, một tài sản vô giá đã gieo vào lòng người niềm hy vọng về những đổi thay tốt đẹp. Hình ảnh của người dân đến đình Lỗ Hạnh xem các ca nương kép đàn biểu diễn càng cho thấy sức sống mãnh liệt của nghệ thuật ca trù nổi tiếng của xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hôm nay. Hy vọng cô giáo mầm non Nguyễn Thị Oanh sớm trở thành nghệ nhân ca trù mà mình đã yêu thích, làm nền tảng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.